Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục cập nhật những thông tin về xung đột tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Về xung đột tại Ukraine ngày hôm nay thì chúng ta biết là phía Ukraine đã bắt đầu mở một cuộc phản công quy mô lớn với hai lữ đoàn, nhưng kết quả đã bị đẩy lùi. Trong khi đó thì tập thể phương Tây đang tin tưởng rằng Ukraine sẽ thành công và chiến thắng Nga, giành lại những vùng lãnh thổ chiến lược trong cái kế hoạch phản công đã lung nấu trong nhiều tháng vừa qua. Thế còn ông Zelensky thì cũng nói rằng là chúng tôi đã sẵn sàng để phản công, nhưng cần một nguồn tài trợ đủ lớn để lực lượng vũ trang Ukraine có đủ khí tài và có đủ lá chắn phòng thủ để bảo vệ bầu trời. Lúc đó mới đảm bảo cho một chiến thắng trước đó Liên bang Nga. Mà những yêu cầu từ chính quyền ông Zelensky đưa ra thì tập thể phương Tây chưa thể đảm bảo và hỗ trợ được cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cũng chia sẻ là lực lượng vũ trang của Nga đã tiến hành cuộc tấn công vào nhóm tên lửa vào mục tiêu của Ukraine tại các sân bay quân sự. Trong thời gian gần đây, Nga đã tấn công sâu rộng vào các mục tiêu quan trọng của Ukraine thuộc khu vực đó là hậu cần. Trong đó các sân bay của Ukraine tiếp tục lại bị tấn công. Lực lượng vũ trang của Nga đã tiến hành cuộc tấn công nhóm bằng vũ khí phóng từ trên không, dẫn đường chính xác tầm xa nhằm vào các mục tiêu của kẻ thù tại các sân bay quân sự. Mục tiêu tấn công đã đạt được, Bộ Quốc phòng Nga thông báo điều này, thông báo để chia sẻ với chính phủ này. Tối nay, lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành cuộc tấn công nhóm bằng vũ khí chính xác tầm xa từ trên không nhằm vào các mục tiêu kẻ thù tại các sân bay quân sự. Mục đích của cuộc tấn công đã đạt được để các sở chỉ huy trạm radar thiết bị hàng không Ukraine cũng như các cơ sở lưu trữ vũ khí và đạn dược đã bị tấn công ở các khu vực trên lãnh thổ của Ukraine. Thì theo hướng Kherson thì kết quả tấn công hỏa lực gần 20 quân nhân Ukraine và hai ô tô cũng như một bệ pháo tự hành bị tiêu diệt. Mức độ tiêu hao của lực lượng vũ trang Ukraine ngày hôm nay, tập thể phương Tây chưa thể giải được cái bài toán bù đắp lại được. Vì ngay như là việc sửa chữa thôi, thì cũng phải kéo những cái khí tài theo tiêu chuẩn của NATO đấy về Ba Lan hoặc các quốc gia NATO sửa chữa để tránh lộ công nghệ của phương Tây, tránh bị lộ về công nghệ quốc phòng phương Tây đấy. Nguyên về việc sửa chữa bảo trì thôi nó đã gặp khó khăn rồi. Chưa kể là một số loại khí tài đưa vào cho Ukraine thì nó không phù hợp để chiến đấu trên địa hình của Ukraine. Lực lượng vũ trang Ukraine vẫn quen sử dụng các vũ khí được sản xuất thời Liên bang Xô Viết hơn là những vũ khí theo tiêu chuẩn của NATO. Và đến một ngày Ukraine sẽ không còn nguồn nhân lực để có thể điều hành được những khí tài theo tiêu chuẩn của NATO nữa. Và ngày hôm nay thì bản thân Ukraine đã thực hiện hai lữ đoàn để phản công quy mô lớn rồi. Nga đẩy lùi đợt phản công lớn của Ukraine. Đây được coi là cuộc phản công lớn đầu tiên đấy. Nga xác nhận Ukraine đã triển khai hai lữ đoàn cơ giới cùng nhiều binh sĩ tiến hành đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào 5 khu vực ở mặt trận Nam Donetsk nhưng đều bị đẩy lùi. Có hai lữ đoàn đã được gọi là một cuộc phản công lớn rồi. Bởi vì từ trước tới nay thì Ukraine đâu đã được thực hiện đòn tiến công đâu, mà đang đều chiến đấu trong tình trạng là cố thủ phòng thủ thôi. Zhirinovsky dẫn lời phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga Kolachinkov cho hay là Ukraine đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào 5 khu vực ở mặt trận Nam Donetsk với sự tham gia của lữ đoàn cơ giới chiến lược số 23 và 31 cùng các đơn vị quân sự khác. Có tổng cộng là 6 tiểu đoàn cơ giới, 2 tiểu đoàn tăng của đối phương tham gia đó là tấn công. Mục tiêu của họ là xuyên thủng phòng tuyến ở các khu vực dễ bị tổn thương nhất, ông Kolachikov nói. Tuy nhiên thì đối phương không đạt được mục tiêu, họ không thành công. Quan chức quân đội Nga cho biết thêm là Ukraine mất 250 binh sĩ, 16 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh, 21 xe bọc thép. Ukraine chưa bình luận về thông tin mà Nga đưa ra. Trong một cuộc phỏng vấn được công bố trước đó thì Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết là Kyiv đã sẵn sàng tiến hành các đòn phản công.
Tuy nhiên thì ông không đề cập đến vụ tấn công mà Nga nhắc tới trong bài phát biểu video thường lệ. Ông Zelensky thừa nhận là Ukraine sẽ mất nhiều thời gian và hứng chịu nhiều thiệt hại nặng nề do Nga duy trì ưu thế trên chiến tuyến. Tôi không biết là sẽ mất bao lâu, là ông Zelensky nói này, nhưng chúng tôi sẽ làm điều đó và chúng tôi đã sẵn sàng để phản công. Ukraine thời gian qua được phương Tây cung cấp thêm nhiều loại khí tài hiện đại mới, bao gồm tên lửa tầm xa của Anh có tầm bắn 250 cây. Và Kiev đang kỳ vọng Mỹ cùng đồng minh chuyển giao thêm những loại khí tài tầm xa mới để tập kích các mục tiêu của Nga nằm sâu phía sau, đó là chiến tuyến, nhằm tấn công vào cơ sở hậu cần của Liên bang Nga. Nhưng tập thể phương Tây cũng đang lo ngại về những khí tài theo tiêu chuẩn của phương Tây đưa vào trong Ukraine sẽ tiếp tục lại bị vô hiệu hóa trên chiến trường, giống như tên lửa tầm xa của Anh và HIMARS của Mỹ. Đang lo sợ về điều đó. Quân đội Ukraine thì kêu gọi là giữ im lặng về chiến dịch phản công. Giữ im lặng. Quân đội Ukraine đăng tải một đoạn video kêu gọi truyền thông giữ im lặng và hạn chế đồn đoán về thời điểm bắt đầu cuộc chiến dịch phản công. Đoạn video cho thấy là một số binh sĩ trong trang phục chiến đấu từ các đơn vị khác nhau của Ukraine đặt ngón tay lên môi này và hiểu rằng là im lặng, không nói. Các kế hoạch cần im lặng. Thời điểm bắt đầu chiến dịch phản công sẽ không được công bố. Trích biểu ngữ cuối của video, đoạn video sau đó được chia sẻ bởi Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine. Nhưng dù im lặng hay là không im lặng, thì trên chiến tuyến hơn 1.000 cây số đấy, Nga cũng đã có những tuyến phòng thủ nhiều lớp. Ukraine với những gì nhận được từ phương Tây chưa đảm bảo để thực hiện một đòn phản công quy mô lớn được. Bất chấp những dấu hiệu rõ ràng rằng một cuộc phản công sắp diễn ra, các quan chức Ukraine vẫn chưa đưa ra bất kỳ ngày cụ thể nào về thời điểm bắt đầu. Còn với sử dụng hai lữ đoàn để tấn công vào khu vực dễ bị tổn thương ở Nam Donetsk, nó chỉ gọi là màn ném đá dò đường và cũng là bị áp lực đến từ tập thể phương Tây, mà lực lượng vũ trang Ukraine buộc phải tung ra một đòn tiến công. Nhưng Ukraine thì chưa bình luận về những thông tin này. Có lẽ sớm Ukraine sẽ bác bỏ thông tin này thôi. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine thì nêu điều kiện để Trung Quốc đóng vai trò trung gian. Chả biết đóng vai trò trung gian như thế nào, nhưng mà phía Ukraine nói rằng đóng cửa đàm phán với Nga rồi. Ukraine sẵn sàng chấp nhận Trung Quốc đóng vai trò trung gian nếu Bắc Kinh có thể thuyết phục Nga rút quân khỏi tất cả các vùng của Ukraine mà họ đang kiểm soát. Điều kiện này thì chỉ có thể là một quả hạt nhân bay sang Washington. Nghe điều kiện này kinh quá. Đó là thông điệp mà Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine ông Zelenskyy đưa ra để phản đối đề nghị của Trung Quốc về việc đóng vai trò trung gian trong đàm phán một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine. Hãy cho tôi thấy giấy bằng chứng Nga sẵn sàng cùng tồn tại hòa bình với Ukraine này. Tín hiệu đầu tiên phải là việc giải phóng hoàn toàn các vùng đất của Ukraine. Hãy để họ cho chúng tôi thấy một cử chỉ thiện chí và rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine, ông Zelenskyy nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn với lại báo chí. Những vùng lãnh thổ này không chỉ đơn thuần là Nga đang chiếm đóng, mà Nga đang trưng cầu dân ý để sáp nhập. Nó được bảo vệ bởi luật pháp của Nga và hiến pháp của Nga rồi. Phương Tây cũng thừa biết rằng không bao giờ đòi lại được những vùng lãnh thổ này. Sau đó chúng tôi sẽ tin rằng là Nga, rằng là nhà đàm phán đó có ảnh hưởng lên Nga. Nếu không phải vậy thì xin lỗi, chúng tôi không ngồi xuống và lãng phí thời gian để làm gì, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói. Là kinh phết đấy. Đặc phái viên Trung Quốc Lý Huy nhấn mạnh là sự toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, nhưng im lặng trước câu hỏi rằng liệu Trung Quốc có thúc giục Nga trả lại bán đảo Crimea và những tỉnh miền đông Ukraine, miền nam Ukraine hay không. Bây giờ đòi Nga ra trả lại những vùng lãnh thổ đấy. Không bao giờ điều đó xảy ra vì Nga có cơ sở về lịch sử. Và tập thể phương Tây cũng không bao giờ giúp Ukraine đòi lại được trên mọi phương diện, kể cả là theo hiến chương Liên Hợp Quốc. Ông Zelenskyy thừa nhận là thương vong của lực lượng Ukraine lên đến hàng ngàn và hàng ngàn, nhưng vẫn tin rằng việc Nga thất bại chỉ là vấn đề thời gian.
Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng chúng tôi sẽ chiến thắng cuộc chiến này vì chúng tôi có sự ủng hộ nghiêm túc từ các nước khác. Chúng tôi nhận được ủng hộ chính trị, kinh tế và quân sự từ những người bạn. Chúng tôi sẽ chiến thắng. Vẫn cứ tin tưởng chiến thắng. Đương nhiên họ phải tin tưởng để mà ăn may, tin tưởng để mà ăn xin sự hỗ trợ đến từ tập thể phương Tây. Nhưng tập thể phương Tây cũng không phải là cái nơi mà để cho Ukraine tiếp tục chìa tay ăn xin mà không tạo ra được kết quả trên chiến trường. Họ không thể tiếp tục hỗ trợ được nữa. Và cái câu chuyện để mà Ukraine trở thành thành viên NATO chúng ta biết, nó chỉ là trò chơi cây gậy của Gross thôi, chứ nó không phải là con đường để Ukraine trở thành thành viên NATO. Mà về bản chất thì NATO đang lợi dụng ông Zelensky để phá hoại chính Ukraine, đưa nhân dân Ukraine đến lò sát sinh, đến nơi đó là phá hoại, hủy diệt. Câu chuyện ở tại Ukraine nó diễn ra tới hơn một năm rồi, chứ nó không phải là trong vòng thời gian ngắn ở đây nữa. Trong khi tình hình ở tại Ukraine căng thẳng, thì hạm đội Thái Bình Dương của Nga bắt đầu đó là tập trận ở gần đó là Nhật Bản. Động thái này của Nga cũng để đáp trả lại những động thái căng thẳng của Hoa Kỳ và AUKUS. Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã bắt đầu cuộc tập trận trên biển Nhật Bản, kéo dài đến ngày 20 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo việc này. Hơn 60 tàu chiến và các tàu hỗ trợ này, khoảng 35 máy bay, lực lượng ven biển và hơn 11.000 quân nhân tham gia cuộc tập trận của lực lượng thuộc hạm đội Thái Bình Dương, thông báo được chia sẻ trên Telegram. Theo kế hoạch huấn luyện của các cơ quan chỉ huy và kiểm soát của hạm đội Thái Bình Dương ấy, cho năm 2023, một cuộc diễn tập tác chiến của tất cả các lực lượng vũ trang thuộc hạm đội đang được tổ chức trên biển từ ngày 5 đến ngày 20 tháng 6 dưới sự chỉ đạo của Đô đốc Viktor Nina, chỉ huy hạm đội, tát dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết việc này. Đây rõ ràng là một động thái gửi gắm với tập thể phương Tây, là cơ hội để chờ đợi Nga suy yếu sẽ không bao giờ xảy ra. Và tập thể phương Tây chỉ có thể nhận những kết quả thất bại và tiếp tục thất bại. Trong khi đó thì Nga đang tấn công sân bay quân sự và kho chứa vũ khí của Ukraine ở tần suất ngày càng lớn hơn. Đây cũng gọi là một thế bất lực trước hỏa lực phòng không mà phương Tây hỗ trợ cho Ukraine. Ukraine cũng tuyên bố là đạt được bước tiến mới dọc chiến tuyến miền Đông. Tuyên bố, người đứng đầu lực lượng quân đội Ukraine cho biết là quân đội nước này đã giành được hai bước tiến nhỏ dọc tuyến đầu ở các tỉnh Donetsk và Lugansk. Chả biết có giành được cái gì không, nhưng sau khi Bakhmut thất thủ thì miền Đông vẫn là một cái chảo lửa và là cái bẫy chiến lược thành công nhất mà Nga đã tạo ra để nghiền nát quân đội và khí tài của phương Tây. Tư lệnh lục quân Ukraine cho biết là các lực lượng này đã tiến lên 400 mét, những 400 mét anh chị ạ, đến gần một số đô thị trấn ở vùng Lugansk, làm dọc theo các tuyến đường tiếp tế quan trọng của Nga. Vì vậy, việc giành thị trấn này sẽ có ý nghĩa chiến lược quan trọng. Nơi đây lại tiêu hao hàng chục ngàn binh sĩ của Ukraine đến nơi rồi. Nga cứ mở ra từng mặt trận một để thu hút hỏa lực của Ukraine, và sau đó thì tiêu diệt và nghiền nát những binh sĩ mà Ukraine đưa tới. Mà tập thể phương Tây thì không giúp đỡ được. Về bàn cờ quân sự thế giới ngày hôm nay, thì bản thân Hoa Kỳ đang thất thế, địa chính trị ngoại giao cho đến chiến lược quân sự vũ khí kỹ thuật. Vấn đề Ukraine đang là một cỗ máy nghiền nát nền kinh tế của phương Tây. Và đầu tiên là nền kinh tế của châu Âu trước. Nền kinh tế châu Âu trước. Hoa Kỳ thì đang hưởng một phần lợi ở câu chuyện này. Thế khó của Ukraine trước những đòn đánh hiểm của quân đội Nga này. Trước khi tổ chức các cuộc phản công, Ukraine đang rất cần cải thiện năng lực phòng không. Trong khi đó thì Nga áp dụng nhiều lối đánh hiểm để vô hiệu hóa phòng không Ukraine và thiết lập ưu thế trên không. Cho nên ông Zelensky mới yêu cầu hỗ trợ 50 hệ thống Patriot. Trong một cuộc phỏng vấn với Nhật báo Phố Oai, Tổng thống Zelensky nói rằng Ukraine sẵn sàng mở một cuộc phản công, nhưng việc này có thể mất thời gian và tốn kém. Theo ông Zelensky, Ukraine cần hệ thống phòng không để tấn công phản công. Cụ thể, ông nói Ukraine cần 50 tổ hợp Patriot. Mà ông Zelensky đã yêu cầu điều này.
Việc Tổng thống Zelensky khao khát có được 50 hệ thống Patriot cho thấy kế hoạch phản công của Ukraine gặp vấn đề rất lớn. Khi mà lá chắn phòng thủ không có để thiết lập bảo vệ cho quân đội và bảo vệ cho hậu cần, thì Nga đang làm chủ về bầu trời của Ukraine. Và Nga cũng đang chờ đợi phương Tây tiếp tục chi viện cho Ukraine những khí tài hiện đại hơn về lá chắn phòng thủ. Sau đó việc của Nga là tìm và diệt để phi quân sự hóa, phát xít hóa ở chính nơi là châu Âu, không riêng gì ở tại Ukraine nữa. Chiến dịch càng nổ ra, giao tranh càng ác liệt, phương Tây càng rơi vào đường cùng. Niềm hy vọng của phương Tây sẽ nằm trong giấc mơ, chứ không phải trên thực địa. Trên thực địa là Ukraine đang thất bại trước lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Cơ hội để cho Ukraine giành lại những vùng lãnh thổ, nó chỉ có thể nằm trên các trang báo chí của phương Tây, chứ không phải nằm trên thực địa. Và không bao giờ có cơ hội nào để giành lại những vùng lãnh thổ mà Nga đã trưng cầu dân ý, đã chính thức trở thành lãnh thổ của Liên bang Nga rồi. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị và các bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.